Chúc mừng 2.000 subscriber. Hôm nay bạn mình sẽ nói về một bộ phim mà hiện tại đang được đề cử tại giải Oscar ở nhiều hạng mục, bao gồm đáng chú ý nhất là giải phim hay nhất. Ngoài ra còn có giải nữ chính xuất sắc nhất. Bộ phim Tar do Kate Blanchett đóng chính. Bộ phim này thì nói về một bà nhạc trưởng rất thành công, rất tài năng. Bà ấy không chỉ được mời làm nhạc trưởng nữ đầu tiên của dàn nhạc thính phòng nổi tiếng nhất thế giới, và ngoài ra bà ấy còn là một giảng viên âm nhạc được hay mời đi dạy ở các nhạc viện khắp thế giới. Cuộc sống đời tư của bà ấy cũng rất thành công, là người đồng tính nữ, nhưng bà ấy có một người vợ cũng tài năng không kém gì bà ấy, là nhà công violon nổi tiếng. Tuy nhiên, bên dưới cái cuộc sống xem chừng như rất hoàn hảo đấy của bà lại ẩn chứa rất nhiều bí mật đen tối. Khi xem bộ phim này, các bạn sẽ dần dần thấy nhân vật lật mở ra những cái góc tối đằng sau cái vỏ ngoài rất hoàn hảo của bà ấy. Bộ phim có một cái điểm nhấn rất lớn là âm nhạc, nhưng mà thực ra câu chuyện chính của nó thì là thực là câu chuyện về đời tư của nhân vật chính. Thực ra cái drama chính ấy là giữa bà đấy với cô tóc đỏ. Bà này hay làm một cái chuyện là bà ấy lợi dụng quyền lực của mình. Lợi dụng quyền lực của mình, bởi vì bà thích ai thì bà sẽ lập tức cho người đấy vào vị trí mà khiến người ta phải trao cho bà một số thứ, ví dụ như là tình cảm. Đấy mới là cái drama chính của chuyện này. Thực ra mình nghĩ là âm nhạc là cái rất quan trọng trong phim này. Tại vì cái thể loại nhạc mà phim này chọn là nhạc cổ điển ấy. Mà đối với phương Tây ấy, thì nhạc cổ điển giống như một tôn giáo ấy. Nếu mà đây là một tôn giáo thì một nhạc xưởng sẽ là gì? Khi mà bà ta là người đứng đầu như thế thì bà ta bắt đầu cho mình một cái quyền sinh sát, ảo giác về mặt quyền lực nó rất là lớn, và bà ta bị lún vào đấy. Cái sự yêu thích của bà ta đến với người nào đấy thì nó như là một ơn huệ. Đầu phim ấy, cô ấy nói một cái đoạn hội thoại dài khủng khiếp và gần như là có ngắt máy không nhỉ? Không biết là có ngắt máy không, nhưng mà nếu ngắt mà rất là ít. Nếu mà phim đấy mà quay ấy, thì chắc chắn cái đoạn đấy đạo diễn không cắt cảnh. Cái mà để mình phân biệt một diễn viên tốt hay không ấy là trong một đoạn hội thoại dài, dài ơi là dài. Đoạn hội thoại đấy nó không chỉ giới thiệu được nhân vật đấy là ai như thế nào, mà nó đã ám chỉ được cả cái kết của cái phim này, ám chỉ được sự tự tin, sự tự thái tôn. Quá. Tự tôn của bà này, mặc dù là bà cũng đã kìm lại. Cũng nhắc đến những cái người bậc thầy khác. Phải vờ một chút là khiêm tốn ấy. Mang tiếng là một cuộc phỏng vấn nhưng thực ra là bà ấy là chủ. Trong một cái đoạn hội thoại chỉ nói như thế mà mình bị cuốn theo bà ấy. Cái ông kia ông chả hỏi được gì bà ấy mấy. Hỏi bà ấy một thì bà ấy trả lời đâu. Có thể khoe được diễn xuất của nữ diễn viên chính thì bạn sẽ thấy, đã thấy là rất là hấp dẫn rồi. Phim này thì mình vẫn đánh giá là một phim khá là Mỹ, kiểu phim Hollywood ấy. Tại vì có những cái mà nó hơi lộ liễu. Ví dụ như là cái sự tôn sùng của cái cô thư ký, cô thuộc đến mức độ mà... Hay là cách khác là cô ấy đưa những cái thông tin đấy để người ta làm cái câu hỏi đấy. Tức là nó có những cái điểm để khán giả bám vào được ấy. Nhưng mà phim này cũng có một số cái phá cách, một số cái tự do. Ví dụ hồi xưa bọn mình đi xem một cái phim có Eva Green. Trong phim đấy Eva Green và một bà nhà văn đấy. Thì là tao xem phim khá hay đấy. Ừ, thì là tao xem khá nhiều cái phim giữa mối quan hệ giữa các nhân vật nữ, mà một nhân vật là thì quyền lực nổi tiếng, những người còn lại trẻ xong rồi chạy xung quanh, thì tao thấy phim này nó yếu hơn các phim đấy. Thì tao nói đây là phim Mỹ mà. Ừ đấy. Phim Mỹ là những cái phim có cấu trúc và những cái drama nó khá là rõ. Tức là nó khá dập khuôn về mặt cấu trúc. Ừ. Phim này thì mình thấy các cái hint các thứ lần lượt. Nó khá là rõ. Thì mình cảm giác được cái độ Hollywood, độ Mỹ của phim này, mặc dù đạo diễn là người Anh hay sao. Có một cái cảnh ở đầu phim bà ấy đến dạy một cái lớp nhạc ấy. Cảnh đấy cũng rất hay bởi vì nó tóm tắt được bộ phim này. Cái cậu học trò này nói về cái sự thích hay không thích của tác giả lại dựa trên cái vấn đề là đời tư của tác giả đấy. Đúng. Làm cho bà nhân vật chính là bà ta rất là bất bình vì tại sao lại có một đứa muốn làm nhạc trưởng nhưng lại không thích một cái tác giả như là ta. Đúng. Bà kia đã khẳng định luôn cái tuyên ngôn của mình, cái cách nhìn của bà ấy là nếu người ta là talent rồi ấy, bà ở đỉnh cao rồi thì những người khác phải phục tùng, thì phục tùng một vị chúa, một vị
bề trên thì có gì là sai. Bạn kia bạn có một cái tật là rung đùi lúc nói ấy, thì bà cũng muốn kiểm soát luôn cả cái rung đùi đấy của bạn ý, không rung nữa. Cái cảnh bà ấy đuổi theo cô kia vào một căn nhà hoang và có một con báo ở trong đấy. Tao thấy cái cảnh đấy nó khá hay. Sợ con báo, con chó chứ. Chó hay là báo? Chó hoang. Tao nhớ là một con báo. Cái cảnh mà có con chó cắn bà rất là hay. Mày hiểu cảnh đấy như thế nào? Cái con chó đấy thực ra nó giống như kiểu cái con người bên trong của bà ấy. Khi mà bà ấy chạy theo một con vừa mới gặp, chỉ là trả lại cái đồ mà cái con đấy để lại, nhưng mà bà ấy kiểu chạy theo con đấy, thì tức là bà ấy đang bắt đầu rơi vào một cái tình thế mà kiểu cái bà ấy không còn là người nắm quyền nữa, thì tức là bà ấy đang mất cái quyền lực của bà ấy, mất cái sự kiểu tự chủ của bà ấy, tự tôn của bà ấy đi, cái sự hoang dã bên trong của bà ấy sổ ra. Có phải cả bộ phim bà này như là chúa đúng không? Bảo ai vào vị trí nào, đuổi ai các thứ là bà ấy. Lần đầu tiên trong phim mình thấy là sự kiểm soát của bà không còn ấy, khi mà phải đối mặt với cái thực tế là một cái khu ổ chuột chó hoang các thứ, bà không phải là chúa nữa, bọn chó sẵn sàng nhảy vào cắn bà ấy. Cái hay ở đây ấy là để kéo khán giả vào cái sự thật là cảm giác của khán giả về bà ấy, hoặc là chính suy nghĩ của bà về bà ấy, phải kéo được về cái sự thật là bà cũng chỉ là một con người thôi, bà gặp chó rồi cả một đàn chó rồi bà cũng bị cắn, bà cũng bị sấp mặt, nhưng mà bà không dám nói chuyện đấy. Bà chỉ nói là đánh nhau với cướp trời, đúng không? bà phải biến mình thành một anh hùng rồi đánh nhau, rồi đánh nhau, và nghe có vẻ rất là anh hùng, nghe có vẻ rất vĩ đại và hợp với hình ảnh nhạc trưởng. Nhưng mà thực ra bà có một bà hàng xóm bị bệnh nặng đúng không? Và trước đấy cả bộ phim setup là nghe những cái tiếng u ớ. Bà này không quan tâm, bà là gì cao cấp lắm mà đâu quan tâm với hàng xóm bao giờ. Về cái vế sau của bộ phim ấy, thì khi mà bà đấy bà bị bệnh và đứa con gái sang và nhờ bà này giúp đỡ, thì bà này chỉ có xin chào, bà không biết phải làm gì cả, trong khi bản năng của con người là giúp đỡ. Ngay lập tức bà chạy về, bà cởi hết quần áo ra, bà tắm rửa, như kiểu là vừa làm cái gì kinh khủng lắm, vừa chạm vào cái gì như rác vậy. Cảnh trước thì bà ấy kiểu thao thức buổi đêm, theo bà ấy kiểu đi lại trong nhà tìm cái nguồn cơn của cái tiếng đấy, như kiểu một cái phim kinh dị. Cái tiếng đấy mình cứ cảm giác là cái tiếng gì đấy nó rất là bí ẩn, nhưng hóa ra đó chỉ là cái tiếng vọng từ bên trên xuống, chỉ là một cái tiếng từ nhà hàng xóm mà là kiểu một cái bà bị bệnh bà ấy gây ra thôi, chứ chả có gì kiểu quá cao siêu cả. Cái nội dung chính của phim này vẫn là quyền lực. Một cái người kiểu khi nắm quá nhiều quyền lực thì họ rất dễ bị cám dỗ để làm những cái chuyện mưu lợi cá nhân, những cái chuyện tưởng như rất nhỏ nhưng mà dần dần chỉ cần nó đủ lớn thôi ấy, thì nó có thể làm cho bà ấy đổ luôn bất chấp cái tài năng của bà ấy. Cảm giác phim này là dành cho diễn viên, không quá sáng tạo trong mặt hình ảnh, tại vì đấy, thường thì khi mà quay một cái vị mà bề trên ấy thì mọi người thường quay từ dưới hất lên, và cả bộ phim chỉ quay bà này từ dưới hất lên thôi. Hình như là bắt đầu khi mà bà ngã ngựa thì bắt đầu quay bà bình thường. Thì cái cách mà quay từ dưới hất lên đấy thì nó là cái gì rất là basic trong điện ảnh rồi. Và thứ hai nữa là cái quyền lực của nhân vật này thường là đến từ các cái lời giới thiệu và lời nói, chứ nó không đến từ những cái ẩn ý trong hình ảnh nhiều lắm. Trong cả phim nhá, thực ra cái cảnh duy nhất mình thấy bà ấy chỉ huy dàn nhạc là cảnh cuối cùng, đúng không? Chứ thực ra những cái cảnh mà bà ấy chỉ huy dàn nhạc mà kiểu Đức ấy thì toàn là rehearse, chứ không phải bà ấy biểu diễn thực sự. Đấy, thì tức là tao cảm giác là nếu mà phim đấy nó mở đầu với một cái cảnh bà ấy chỉ huy hàn dàn nhạc ấy, thì có khi mình sẽ cảm nhận được rõ hơn kiểu cái quyền lực của bà ấy. Mở đầu với cái cảnh phỏng vấn nó cũng hay. Đấy là hay về mặt diễn xuất. Còn để mà ám chỉ cái quyền lực của bà ấy lại, tức là hầu hết nó đến từ thoại. Thế nên là mình không có đánh giá cao phim này vì đạo diễn, vì quay phim, mà mình nghĩ là phim này là do diễn viên. Còn một cái phim cũng về âm nhạc, cũng có một cái background âm nhạc tên là Piano Teacher, cũng là một cái phim của diễn viên nhưng lại có cái đạo diễn rất là mạnh. Từ đây bọn mình sẽ bàn sang một bộ phim khác cũng nói về đề tài âm nhạc, cũng nói về một người phụ nữ thông tuệ về âm nhạc, nhưng mà đời tư của người đấy thì lại sóng gió như thế nào. Mình xin nói qua một chút nội dung của nó. Phim Piano Teacher thì ra mắt cách đây rất lâu rồi, từ năm 2001, và nó là một phim không phải của Mỹ, nó là phim hợp tác sản xuất của châu Âu thì phải. Ngôn ngữ Pháp. Ngôn ngữ là Pháp. Diễn viên chính của phim đấy tên là Isabelle Huppert, là một bà diễn viên rất nổi tiếng của Pháp.
Bà ấy cũng từng được đề cử Oscar rồi, nhưng mà kiểu địa bàn của bà ấy là ở bên châu Âu. Nội dung của phim đấy là một phụ nữ này là làm giáo viên dạy đàn, và bà ấy rất là giỏi đánh đàn piano. Như kiểu là bà ấy được rèn luyện từ nhỏ chỉ cho cái mục đích là đánh đàn rất chuẩn thôi. Và bà ấy cũng rất là có tài năng. Bà là giáo viên rất được trọng vọng trong một cái nhạc viện mà phải nói là đỉnh ở trong đất nước của bà ấy và của cả châu Âu nữa. Nhưng mà khi mà về nhà, bà ấy lại là một người phụ nữ độc thân, vẫn còn sống với mẹ. Nói chung bà mẹ này kiểm soát con gái tất cả mọi thứ. Cô giáo dạy đàn chỉ đôi khi là có những cái nổi loạn, nhưng mà những cái lén lút này đã dừng lại khi mà cô giáo dạy đàn này gặp một anh chàng học sinh vừa đánh đàn giỏi và vừa rất hâm mộ cô, và bên cạnh đó còn rất hấp dẫn. Khi cậu học sinh này yêu cầu được trở thành học sinh của cô và còn xuất hiện ở cửa nhà cô, thì mọi chuyện bắt đầu vỡ lở ra. Đó là nội dung của phim Cô giáo dạy đàn. Phim Piano Teacher thì cũng không có cảnh bà ấy diễn tấu piano, nhưng lại có rất nhiều cảnh bà ấy dạy. Và đấy là đúng nghề của bà ấy. Nghề của bà ấy chính là dạy. Và lúc ở trong lớp học, bà diễn viên chính trong Piano Teacher, bà ấy rất là tôn nghiêm. Tất cả học sinh của bà ấy nghe bà ấy răm rắp. Và kiểu lúc xem những cái cảnh đấy, khán giả cũng sẽ nghe bà ấy răm rắp luôn. Cái cảm giác âm nhạc là một cái gì rất là quý trọng, tôn nghiêm trong xã hội, mà được tất cả mọi người trọng vọng ấy. Đúng. Thì nó không cần phải nói ra bằng lời như là phim ta. Trong Piano Teacher mình cảm giác được cái không khí đấy. Mình thấy ở Piano Teacher thì các diễn viên có vẻ ít biểu cảm hơn, nhưng mà mình lại cảm giác rõ sự quyền lực hơn. Khi mà họ bắt đầu chấm thi ấy, thì các giáo viên khi mà nghe học sinh chơi nhạc ấy để thi tuyển vào ấy, họ không biểu cảm đâu. Không ai biết kết quả như thế nào cho đến khi có kết quả. Nhưng mà trong phim ta có những cảnh mà thi tuyển, đoạn này hay, bọn kia mỉm cười mãn nguyện rồi các thứ. Và phim ta làm mấy cái cảnh thi tuyển đấy khá là màu mè, nào là kiểu thấy cái giày này, không thấy rõ mặt, chỉ thấy giày thế này. Bên Piano Teacher thì lạnh lùng hơn và không biểu cảm gì cả. Nhưng mà mình lại cảm thấy rất rõ là cái chuyện này nó rất là trầm trọng. Cái chuyện được trở thành một thành viên trong cái trường đấy rất quan trọng. Nếu mà so sánh hai phim, ta thấy Piano Teacher chắc chắn là dù âm nhạc tốt hơn. Thà trong những cái cảnh mà kiểu bà này đánh đàn ấy, chỉ cần học sinh đánh so với cái bà ấy đánh, nó đã chỉ ra cái sự quyền lực của bà ấy. Còn trong phim ta, khi bà ấy chỉ huy dàn nhạc ấy, mình không có cái gì để đối chiếu. Cái phim ta nó chỉ có cảm giác về cái mặt nội thất rồi đảo cục. Mà nó không thực sự rõ ra một cái chi tiết nào mang cái tính setup của đạo diễn để chỉ ra là cái này nó quan trọng như thế này. Bà ta thì rất là quyền lực và rất là hiểu bản thân mình, và rất tự tin vào cái tôi của mình, bất kể trong âm nhạc hay trong cuộc sống. Nhưng mà bà trong Piano Teacher ấy, thì bà không có một cái tôi nào hết ạ. Bà chỉ đánh đàn giỏi thôi. Và kể cả cái việc mà đánh đàn của bà cũng là do mẹ bà ép bà ấy từ lúc nhỏ, bởi sống trong một cái sự kìm kẹp của mẹ. Người mẹ như kiểu yêu con và đến mức muốn sở hữu con luôn ấy. Bà hoàn toàn bị lệch lạc khi mà có người yêu bà cũng không biết yêu như thế nào. Xong bà như kiểu bà bị chập mạch bởi bao nhiêu cái cảm xúc rồi những cái bà học từ phim porn, những cái bà học từ bãi đỗ xe. Cô giáo này rất hiểu những cái cảm xúc trong tờ nhạc. Cô ấy luôn luôn bảo với học sinh là đoạn này ông ấy đang cảm thấy thế này nên phải đánh như thế này, đoạn kia ông ấy đang cảm thấy thế kia nên phải đánh thế kia. Nhưng mà khi mà có một người khác yêu và tiếp cận bà ấy hoàn toàn không giải mã được chính cảm xúc của mình luôn, và bà ấy phải sử dụng những cái cách rất là cực đoan để cố gắng kiểm soát cái mối quan hệ đấy. Bà không bình thường được. Bà hành hạ người yêu của bà ấy. Ừ. Mặc dù bà rất là yêu cậu ta, nhưng mà bà ấy muốn hành hạ cậu ta. Có lẽ là muốn cậu ta hành hạ mình. Và muốn cậu ta hành hạ mình luôn. Tức là hành hạ cả hai. Chính cậu ta nói câu đấy. Cái việc mà hành hạ này ấy, là cái bà học từ tình yêu của người mẹ đối với bà ấy. Tại vì người mẹ rất yêu bà ấy, đồng thời hành hạ bà ấy. Đây là điều bà làm tương tự đối với cái chàng trai mà yêu bà cũng phải hành hạ như thế. Piano Teacher là một phim rất nặng tình dục. Trong phim có rất nhiều cảnh nóng, cái cảnh 18 cộng. Nhân vật chính trong phim Piano Teacher là một người có rất là nhiều kiểu rắc rối về mặt tình dục. Bà có rất nhiều ham muốn, và bà rất muốn tìm hiểu những cái ham muốn ấy. Bà muốn ra ngoài yêu đương. Nhưng vấn đề là mẹ bà ấy quản quá chặt. Bà ấy rất sợ mẹ, và bà ấy không muốn làm bà mẹ kiểu tổn thương, không muốn làm bà mẹ tức giận. Nên bà ấy luôn luôn tuân theo. Cái điều mà lớn nhất bà muốn làm nhất là gì? Cậu ấy phải đến nhà
khóa cửa phòng bà mẹ lại và kiểu sex với bà ấy ở bên ngoài, ngay cạnh, trong tầm nghe của bà mẹ, trong tưởng tượng của bà ấy, đấy sẽ là một cái cách mà kiểu nổi loạn lớn nhất. Đấy, như kiểu bà ấy đang giành lại toàn bộ những cái kiểm soát từ tay bà mẹ về mình. Nhưng mà vấn đề là khi cậu ấy làm xong rồi ý, thì ngày hôm sau bà ấy vẫn cùng đi với mẹ đến cái buổi hòa nhạc kia. Đấy, thì tức là sau đấy bà vẫn chột dạ. Sau khi làm cái đấy bà không hề cảm thấy quyền lực cả, bà chỉ cảm thấy chột dạ và bà cảm thấy tội lỗi. Sau cái vụ mà đánh đập đấy trước cửa phòng bà mẹ, nhưng ngày hôm sau mọi thứ lại bình thường thì làm mình nghĩ là cái này chỉ là tưởng tượng của bà thôi. Tại vì ngày hôm sau mọi thứ lại bình thường. Nếu mà bạn kia, bạn nam kia làm chuyện đấy thật thì đáng nhẽ bạn sẽ bị bắt. Bà mẹ sẽ làm chuyện đấy. Nhưng mà cuối cùng lại mọi người lại diễn ra cuộc sống lại bình thường ấy. Nên tao cảm giác là đây là chỉ là một cái ý nghĩ về sự nổi loạn ấy. Tức là cuối cùng thì bà này cũng không đủ cái sức mạnh hoặc là không đủ cái can đảm để chống lại cái người mẹ mà cứ sở hữu mình như vậy. Và đến cuối phim có một cảnh rất là đắt, cũng mình nghĩ là ai sẽ nhớ cảnh đấy, là cảnh mà khi tất cả mọi người đi vào trong cái phòng hòa nhạc và chờ đợi bà sẽ vào đấy để biểu diễn, thì bà đi ngược lại và bà lôi một con dao ra và bà chọc vào chính mình và bà bỏ đi, bà không vào biểu diễn nữa. Thì maybe là đấy là cái lúc mà bà can đảm thực sự. Và tại sao bà lại đâm con dao đấy vào chính mình, muốn làm đau người mình yêu, làm đau mẹ mình, làm đau cả chàng trai đấy luôn ấy. Và cuối cùng bà không có can đảm làm chuyện đấy, đúng không? Khi mà mình không có can đảm làm đau những cái người mà mình rất là thù, mình làm đau chính mình. Bởi cái sự bất lực đối với cái việc mà mình không dám chống lại mẹ mình. Ở đầu phim đấy có một đoạn là bà ấy dùng một con dao lam, nghe hơi ghê, bà ấy dùng một con dao lam và bà ấy tự cắt vào bộ phận sinh dục của mình. Và mục đích của việc này là gì? Để kiểu tạo cơn đau ở chỗ đấy và nó lấn át cái ham muốn của bà ấy đi. Thì ta cảm giác cái đoạn đâm ở cuối phim nó cũng như một cái phiên bản cực đoan hơn của cái sự làm đau đấy. Thì lúc giao lam là bà ấy chỉ muốn ngăn cái ham muốn thể xác nói chung. Còn khi gặp cái anh kia, bà ấy đã thực sự thích, bà ấy cũng có cảm xúc với người ta, bà ấy cảm thấy là cái tình cảm này nó cũng không đi đến đâu cả. Đấy, cậu ta làm như thế với mình nhưng mà kiểu rồi sau đó cậu ta lại bỏ đi. Bà ấy không đâm vào ngực nhưng bà ấy đâm rất gần ngực. Và ngược lại cái kiểu cảm xúc trái tim ấy, kiểu đấy. Nếu mà đầu phim bà ấy cắt vào bộ phận sinh dục để bà ấy ngăn cái ham muốn thể xác, thì bây giờ bà ấy đang muốn kiểu như kiểu một cái cách bà ấy đang cố để ngăn cái cảm xúc về mặt tình cảm. Cái đoạn mà banh salam mà rạch vào bộ phận sinh dục ấy, cái người mà thích bị bạo lực ấy, thì cái việc rạch đấy chỉ làm cho người ta hưng phấn hơn thôi. Và bà này trong suốt cả một bộ phim chỉ yêu cầu người khác bạo lực với mình thôi. Thế nên cái chuyện mà rạch cái bộ phận sinh dục của bà ấy thì nó hint cho mình về cái chuyện là bà ấy thích tự làm bản thân đau. Bởi vì bà bất lực. Cái thứ hai mình hiểu về cái chi tiết đấy là bà ấy muốn nổi loạn trong âm thầm ấy. Cả bộ phim này lại là chuỗi những cái sự nổi loạn âm thầm của nhân vật này đối với bà mẹ. Đúng. Kinh nguyệt là cái thứ bà mẹ cũng kiểm soát nốt không? Sao con lại có kinh ngày này? Thì là để chính tác giả đã nói cho mình biết là bà mẹ còn thuộc cả mọi thứ về bà kia. Và thứ hai, bà kia để cho bà mẹ nhìn thấy. Nếu mà bà không muốn để cho bà mẹ nhìn thấy, bà không mặc bộ đấy đâu. Thế nên mình nghĩ là cái này như là một cái sự nổi loạn nho nhỏ. Đúng. Mà cực nhỏ luôn, cực tinh luôn. Để cho bà mẹ thấy là tôi có thể chống được lại bà. Và thứ hai, hin về cái chuyện là bà kia bà thích thế, thích làm hại mình. Trong cái tổng thể bộ phim này với cái đạo diễn này thì mình thấy cái bàn tay của đạo diễn. Quay phim mà cứ như làm toán luôn, rất chính xác. Cả về diễn xuất cũng được cân đo đong đếm rất chính xác. Michael Haneke là một đạo diễn sân khấu. Thế nên là ông rất là chuẩn chỉnh trong mặt diễn xuất luôn. Sân khấu là phải... Đúng là phải chia ra từng khoảng một. Đấy, người từng này ngồi, di chuyển từ khoảng này sang khoảng kia. Kéo màn rồi lên màn rồi... Thì ông rất rõ. Và thứ hai là ông là một người yêu nhạc cổ điển. Mình xem mấy phim ông rồi nhưng mà mình khá là chắc là ông rất là yêu nhạc cổ điển. Và ông có kiến thức về nhạc cổ điển. Xem phim Piano Teacher sẽ thấy ngay cái âm nhạc trong phim này. Nó
rất là có nó sâu hơn hẳn cái phim Ta. Cái thiết kế cảnh của ông ấy, sự nhịp điệu trong diễn xuất hay nhịp điệu trong edit ấy, đúng rồi, trong dựng phim ấy, rất là chặt chẽ, rất là tốt. Mình ví dụ một cái đoạn mình rất là thích, mình rất là thuộc. Có một cô học sinh sắp phải biểu diễn, mà cô học sinh đấy là luyện tập khủng khiếp để cho cái buổi biểu diễn đấy, và cô rất lo lắng. Thì cái anh chàng mà thích nhân vật chính của chúng ta là một anh chàng với trái tim ấm áp ra giúp đỡ cô ấy. Và nhân vật chính của chúng ta thì ngồi dưới nghe, và cái cảm xúc bắt đầu chuyển dần, rất là êm. Đầu tiên là bà ngồi dưới hàng ghế, đúng. Xong thứ hai bà đi dần ra cửa. Cảnh tiếp theo là đã thấy bà đứng ở cửa rồi. Và có những cảnh quay rất lâu vào mặt nhân vật này, đúng. Mặc dù nhân vật này không biểu cảm gì hết, chỉ ngồi nghe thôi. Đúng rồi. Đấy là cái lựa chọn của editing đấy, cái lựa chọn của dựng phim, lựa chọn đạo diễn đấy. Đạo diễn quyết định là không để cho diễn viên phải biểu cảm một cái gì cả trong cái đoạn đấy. Người đạo diễn chọn cái thời lượng của đôi kia đánh đàn rất là ngắn, nhưng mà nhân vật chính thì rất là dài. Mặc dù bà ta không biểu cảm gì cả, bà ta chỉ đang nghe thôi. Và bà ta bắt đầu chuyển dần vị trí, đang từ dưới khán phòng bắt đầu đi dần ra cửa, jump sang cảnh sau là đã đứng ở cái cửa rồi. Đúng. Xong rồi jump sang cảnh tiếp nữa là đi đến phòng thay đồ. Đoạn trong phòng thay đồ tao cũng thích. Thì cái diễn xuất của bà này mà không biểu cảm chỉ nhiều, chỉ thấy lưng thôi. Đoạn đấy chỉ thấy lưng thôi. Nhưng mà cái sự dứt khoát của bà này đã nói lên tất cả. Cái cảnh ghen tuông này nó không hề thô thiển, nó được đạo diễn rất là... Bà ấy ngồi yên một chỗ nhưng mình có thể thấy bên trong bà ấy đang rất là sóng gió kiểu đấy. Còn phim Hollywood thì sẽ phải sâu hẳn cái sóng gió đấy ra ngoài. Đúng, thế nên là mới bằng phim Ta là phim, đúng, Hollywood. Đấy là tại sao tao nói là cái phim Ta là phim của diễn viên. Lấy hết tất cả các biểu cảm của diễn viên và trong cái bàn tay của diễn viên, sự kiểm soát của diễn viên. Còn phim này thì ngược lại, diễn viên không biểu cảm thì đạo diễn vẫn lấy. Mình đã xem rất nhiều phim của đạo diễn này. Các bạn có thể... Nhưng mà phim của Michael Haneke đều rất là bạo lực. Phim bạo lực nhất là phim Funny Games. Bạn có thể xem cả hai phiên bản Áo lẫn Mỹ, và hai phiên bản này y chang nhau. Chỉ khác diễn viên thôi. Thì bạn sẽ thấy là đây là một ông đạo diễn tự tin mức nào. Tức là ông không có thay đổi quyết định của mình. Ông chỉ thay diễn viên thôi. Còn các cái cảnh bố cục như thế nào, các hành động diễn biến y chang, kể cả cái frame luôn. Còn phim ít bạo lực nhất của Michael Haneke mà các bạn có thể xem là phim Amour. Cũng là một phim cũng được đề cử Oscar. Phim này thắng luôn cảnh cọ vàng. Hai phim Ta và Cô giáo dạy đàn nhìn qua thì có vẻ không có điểm gì chung ngoại trừ âm nhạc, nhưng mà thực ra nó đều nói về kiểu quyền lực. Một bên thì nói về quyền lực trong sự nghiệp, và một bên thì nói về quyền lực trong đời tư, tình cảm, tình dục. Cái phim Ta ấy, nó giống cái kiểu phim sẽ được đề cử nam chính hoặc nữ chính xuất sắc nhất. Tức là... Review nam. Tức là cái kiểu phim được đề cử diễn viên chính ấy. Tức là bởi vì cả phim nó chỉ xoay quanh cái người đấy thôi. Khắc họa một nhân đấy. Nhưng mà không hiểu sao mình vẫn thấy phim đấy cuốn. Mình nghĩ là... Ta. Vẫn thấy Ta là một cái phim khá là cuốn. Mình nghĩ là bởi vì... Hollywood họ đã thắng rồi, họ đã thắng trong mặt họ đã thiết kế ra một cái cấu trúc hoặc là một cách setup drama nó đã rất là hợp với tâm lý người ấy. Đúng. Họ đã nghiên cứu để sao cho là cái não mình phản ứng tốt nhất đối với những cái drama của họ. Thế nên là không bao giờ thua trong cái việc là cuốn mình ấy. Nếu các bạn có ý kiến gì về video này thì hãy comment bên dưới cho bọn mình biết. Và nếu các bạn thích video thì hãy ấn like và ấn nút đăng ký màu đỏ ở bên này để có thể đón xem những video tiếp theo mà bọn mình làm. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại.